Yamato đã kể với Momonosuke về lần đầu tiên cô gặp Ace, người đã dạy cho cô biết ý nghĩa của cuộc sống. Ace cũng từng nói, biển cả rộng lớn, hải tặc nhiều như sao trên trời, nhưng người mạnh nhất sẽ ra khơi sau vài năm nữa, là em trai của cậu ấy Luffy. Tập 1014, nước mắt của Marco. Tại sảnh chính, cuộc chiến căng thẳng giữa quỷ băng và các samurai vẫn đang diễn ra. Họ cần bảo vệ thật tốt trong khi Chopper điều chế ra thuốc giải. Marco tung chiêu thiêu đốt đến đám quỷ băng cuối cùng, cơn lạnh tan biến, mọi người dần kiểm soát được tâm trí. Tuy nhiên, Queen đã ra lệnh cho đám thuộc hạ bắt lấy Marco. Cho dù do dự, nhưng họ lại không thể chống lại quyền uy của thủ lĩnh, hoặc là nghe theo mệnh lệnh, hoặc là họ sẽ bị Queen giết chết. Marco để Robin và Zook đi trước, còn mình thoải mái để bọn kia đâm vào người. Một ngọn lửa bùng cháy, Marco hóa thành Phượng Hoàng bất tử, đưa Zozo bay thẳng đến đỉnh tháp. Anh đặt lòng tin vào thế hệ tồi tệ nhất, nhưng lại tò mò muốn biết Ace sẽ nghĩ thế nào nếu nghe tin em trai mình đang khiêu chiến với hai tứ hoàng. Quay trở lại nhiều năm trước, trên tàu của băng hải tặc dâu trắng. Sau cái chết thảm khốc của Oden, vị trí thuyền trưởng đội 2 bị bỏ trống nhiều năm cho đến khi được giao lại cho Ace, Wano Quốc áp dụng chính sách bế quan vào cảng. Tuy rằng bọn họ cũng muốn đến để trả thù cho người đồng đội, nhưng chắc chắn khi đó sẽ cuốn theo nhiều người vô tội khác phải mất mạng. Ace nặng nặc muốn tự mình đến đó vì một lời hứa với Otama rằng anh sẽ biến Wano trở thành nơi có thể ăn uống thỏa thích và giải cứu người bạn Yamato. Và kết cục của sự tự cao đó là ăn hai phát nằm bẹp dí từ bố già. Thời điểm đó, Dâu Đen vẫn còn là thành viên của băng hải tặc Dâu Trắng, hắn chế nhạo lý do nhảm nhí của Ace. Chỉ có các đội trưởng khác vẫn tin tưởng vào sự lựa chọn của Ace. Nếu bố già đồng ý, chắc hẳn rằng họ cũng không để Ace đến Wano một mình, bởi vì Oden cũng là một phần trong gia đình của họ. Có lẽ đó cũng là lý do đưa Marco đến với trận chiến lần này. Về phía Otama, cô bé bất ngờ khi biết Luffy là em trai của Ace. Vậy mà trước đó, Otama đã trách nhầm việc Luffy vô cảm thông báo về cái chết của Ace. Otama vẫn chưa hết đau lòng, liên tục giày vò Luffy. Có ai dám tin vào sự thật này đâu, khi người mang lại ánh sáng cho cuộc đời mình, người đã hứa sẽ quay về, đột nhiên lại qua đời chứ. Ngày đó, vì cô bé còn quá nhỏ, Ace đã không mang theo cô bé ra biển. Đối diện với sự quyết tâm của Otama, Ace đã nói khi trở thành một hải tặc vĩ đại, anh sẽ quay lại đây. Cho đến lúc đó, hãy chắc rằng em đã là một nữ ninja xinh đẹp. Sao anh có thể nói anh ấy chết một cách nhẹ nhàng như vậy? Anh không biết anh ấy tốt đến mức nào đâu. Cũng bởi vì cô bé không biết rằng, đối với cái chết của Ace, Luffy càng là người đau lòng hơn tất cả. Luffy chính là như vậy, ở trước mặt người khác luôn tỏ vẻ mình không sao, con người ai chẳng phải chết đi. Nhưng khi chính mình trải qua cảm giác mất đi người thân, cậu ấy mới biết sự thật không hề dễ như lời đã nói. Sau một màn chém gió của Usopp, bọn họ quyết định thực hiện theo chiến thuật của Otama. Sasuke bất ngờ khi biết được thân phận thật sự của Ace. Định mệnh đã dẫn lối băng của Luffy đến Wano Quốc, bởi vì cậu cũng mang ký tự đi trong tên. Phía trên đỉnh tháp, mẹ lớn Big Mom đang cho hai thằng con của mình ăn uống no nê, rồi đè lên đầu nó để di chuyển. Khi Marco gần đến đỉnh tháp, King và Queen đã tiến hóa thành 100% dạng thú, quyết ngăn chặn hai người. Từ miệng Queen lộ ra hai khẩu đại bác, tuy nhiên nó lại không hề hấn gì với trái ác quỷ hệ doan của Marco. Anh đầu dứa xuyên qua luồng đạn, khóa chặt mõm của hai con quái vật thích gáy này, rồi ném Zozo đi thật xa. Khi Big Mom đến gặp Kaido, thì 9 bao kiếm đỏ cũng đã bê bết máu. Big Mom nhắc nhở Kaido đừng giết Robin, bởi vì chỉ có cô ấy mới có năng lực giải mã các ký tự cổ trên phiến đá Poneglyph. Những thành viên còn lại trong tộc Min chống đỡ ở cầu thang dẫn lên đỉnh tháp, không cho phép đám thuộc hạ lên phía trên để tiếp ứng. Ngay khi họ đã không chịu đựng được nữa, thì Luffy đã tới, một mình tấn công hàng ngàn kẻ địch. Điều duy nhất tộc Min có thể làm là yểm trợ cho Luffy đến được đây, những con người quyết hy sinh cả mạng sống chỉ để bảo vệ cho đồng minh ở đảo khác. Cuộc trò chuyện của hai tứ hoàng đã tiết lộ một bí mật động trời. Vào cái ngày thuyền trưởng Rock bị đánh bại ở God Valley, chính Big Mom là người đã đưa trái ác quỷ rồng cho Kaido. Mục tiêu cuối cùng là kho báu Quan Bi, ai trong số họ sẽ giành được nó. Tập 1015, Luffy là người sẽ trở thành vua hải tặc. Vài năm trước ở hòn đảo quỷ, đang nói chuyện giữa chừng thì Ace lại cắm mặt vào đống lửa, khiến Yamato giật cả mình, ai dè thằng bạn vừa mới ngủ gật. Cái nét gì cũng lạ ghê. Có mỗi câu chuyện về thằng em trai Luffy và Oden, hai người lại có thể cùng nhau nói hết cả buổi tối.
Yamato trao lại quyển nhật ký hành trình của Oden cho Momonosuke, chứa đựng toàn bộ cuộc đời vĩ đại của ông ấy. Có phải ngày đó, đã có một người bảo vệ nó khỏi đám cháy. Yamato biết được nhóc con từng sinh ra trên thuyền của dâu trắng và trưởng thành trên thuyền của dâu chờ. Dù cô nàng chưa từng rời khỏi hòn đảo, chưa từng tận mắt chứng kiến thế giới bên ngoài, nhưng vào giây phút Ace kể về ước mơ của Luffy là trở thành vua hải tặc, Yamato dường như thấy rất rõ khung cảnh đó. Khi mà Ace cùng người anh em Sabo nói về ước mơ tung hoành trên biển của mình, cô nàng cũng thấy được dâu chờ và khao khát chinh phục hòn đảo cuối cùng, nơi chính quyền thế giới luôn che giấu. Luffy và dâu chờ có chung một ước mơ, cho dù điều đó có bị mắng chửi là điên rồ đi chăng nữa. Ace và Sabo tuy rằng đã cười khi nghe Luffy nói, nhưng hai người sẽ không để bất kỳ ai chế nhạo ước mơ của em trai mình. Yamato bị sự choáng ngợp đó làm cho bật khóc, bởi vì đó chính xác là những gì vua hải tặc đã từng nói. Ace truyền cho Yamato động lực để tháo bỏ xiềng xích. Trước khi rời đi, Yamato đã trao lại cho Ace mảnh giấy sinh mệnh, thứ có thể giúp bọn họ gặp lại nhau sau này. Lời hứa của cả hai là cho đến khi Yamato ra khơi và trở thành hải tặc. Tuy nhiên, đó lại là lần cuối cùng Yamato nói chuyện cùng Ace. Thẻ sinh mệnh dần biến mất, Yamato chạy đến nơi hai người từng gặp nhau. Vào thời khắc Ace qua đời, Yamato cũng chìm vào sự uất hận, cô nàng dùng chùy sắt đập liên tiếp vào cánh tay mình. Vẫn không thể đánh bại Kaido, lại bất lực khi người bạn duy nhất của mình biến mất, Yamato đặt phần niềm tin còn lại vào Luffy. Dồn nén cảm xúc vào vũ khí, Yamato không ngừng đáp trả lại sự tàn bạo của Kaido. Cùng lúc đó, những con người mạnh mẽ được dự đoán từ trước đã tiến đến cánh cổng cuối cùng, dẫn lối đến trận chiến của định mệnh. Kid và Killer vừa định tham chiến, thì đã nghe tiếng la của anh rổ từ đằng xa, xuất hiện kiểu gì mà quê quá quê. Phải chi được ngầu lòi giống thuyền trưởng thì hay biết mấy. Lời tuyên thệ cuối cùng của Oden rằng 20 năm sau, những con người mạnh mẽ sẽ tiến vào tân thế giới. Nếu như ta chết, họ sẽ là những người đánh bại Kaido. Luffy không hề bị sức mạnh của Tứ Hoàng áp chế, cậu dần bước tới chỗ nhóm Kinemon. Này thằng nhãi danh, nói lại trước mặt bọn ta xem ngươi muốn trở thành gì nào. Luffy đã đến quá trễ, nhưng quá khứ là điều không thể thay đổi được. Kinemon đặt hết mọi kỳ vọng rằng cậu sẽ là người thay đổi tương lai, gánh vác cả Wano Quốc. Tất nhiên rồi, bởi vì đây chính là vương quốc của bạn tôi. Đòn đánh của Kaido trực chờ giáng xuống, lo di chuyển 9 bao kiếm đỏ xuống tầng dưới, còn Luffy tránh đòn. Khi sử dụng Zuo, hay còn được gọi là dòng chảy của thời gian, từng chặng đường mà bọn họ đã trải qua hiện ra trước mắt. Có người đã hy sinh để họ tiếp tục tiến về phía trước, nhưng ngọn lửa trả thù cho vương quốc chưa từng bị dập tắt. Chiêu thức hỏa quyền đấm trực tiếp vào mặt Kaido, khiến hắn cắm đầu xuống đất. Tên ta là Monkey D. Luffy. Ta là người sẽ đánh bại các ngươi và trở thành vua hải tặc. Tập 1016, trận chiến của những con quái vật. Sau khi hứng chịu cú chưởng thần sầu của Lù, Kaido té xỉu, còn Big Mom không ngừng quát tháo. Zoro phổ cập kiến thức cho nhóm của Kid biết rằng đó là một loại haki của Wano Quốc, xuyên qua lớp giáp của Kaido và làm tổn thương hắn từ bên trong. Kaido bất ngờ trước sự chuyển biến vượt bậc này. Ngày đó, trận chiến ở Kuji, đòn đánh mạnh nhất của Luffy dễ dàng bị Kaido bật ngược lại, như một con kiến hôi chẳng đáng để bận tâm. Phải biết rằng, trên thế giới này những kẻ đương đầu được với hắn cực kỳ hiếm. Mũ Rơm, ngươi đang nói rằng mình vĩ đại như bọn chúng và có đủ năng lực để đấu một trận sinh tử với ta sao? Luồng Haki bá vương của hai người đối chọi lẫn nhau, Big Mom đang ở một bên điên loạn. Kaido tung chiêu lôi minh bát quái, dù đã né được đòn đánh trực diện, luồng xung kích của nó vẫn khiến Luffy bị thương. Big Mom xông lên chơi xấu, ngọn lửa thê ớt phóng về phía Luffy. Tuy nhiên, Zoro đã chém đôi nó bằng chiêu thức học lỏm từ Kinemon. Đến khi chợt nhận ra, Kaido đã tiến đến gần. Nếu lo không kịp hoán đổi, sợ rằng Luffy đã bị đánh bay như quả bóng chày rồi. Điều khiến lo tức giận là khi nãy, cậu đã định đưa nhóm 9 bao kiếm đỏ xuống tầng dưới, nhưng những gì đã xảy ra lại giống như lo đang nghe theo lệnh của Luffy vậy. Kết được gì cả khịa một thằng thảm hại lại có thêm một tên thuộc hạ thảm hại. Rồi mấy người trẻ trâu đủ chưa, đang đấu với tứ hoàng đó. Thưa các bạn, bệnh ngáo cũng có thể lây khi chơi với Luffy quá 180 phút. Big Mom xuất ra ba quả cầu lửa, lại là chỗ cho ba thằng ngáo thử thách xem ai mới là người chịu đòn giỏi hơn. Thằng nào né thằng đó ngáo. Kid và Lo cũng giả bộ tức giận dữ lắm, xong rồi chẳng phải cũng nghe theo suy nghĩ củ chuối của Luffy sao. Để chứng minh mình không phải kẻ nhát cáy, ba thằng thuyền trưởng trẻ trâu ăn trọn đòn đánh. Gato là rổ thì đã chém cho ba thằng chết đại cho rồi.
Trong khi thuyền trưởng của mình đang ngồi cãi tay đôi như ở ngoài chợ, thì Zozo và Killer đã chuẩn bị sẵn sàng. Để tôi nhắc cho các bạn nhớ, trước kia Killer từng chiến với Zozo ở vùng tuyết Jingo và phần thắng đã nghiêng về Zozo. Sự kết hợp giữa tuyệt kỹ của hai thuyền phó đã xuyên qua đòn đánh của Kaido, chém lên cơ thể hắn dù chưa đủ sức gây chảy máu. Để lấy lại hình tượng, Luffy nghiêm túc bật chế độ Gear 4, kích tụ họp kim loại, còn lo tạo ra một khoảng không. Đây là trận chiến của những con quái vật thế hệ mới. Rồi, giờ thì mình đi xem tình hình của Sanchi một chút đã. Cậu ta vẫn đang chiến đấu với máu dê gái của bản thân để chứng minh rằng nơi này không phải là thiên đường. Bởi ta nói chết vì gái là cái chết sảng khoái. Dù trong tình thế này, anh sạn nhà ta vẫn không vượt qua được cửa ải của mỹ nhân. Không thể chống cự lại sức hút của Black Magia, tôi khá quan ngại tương lai của anh chàng này nếu không có ai đó đến cứu kịp thời. Mà thôi, Sanchi đã tự thoát được rồi nè, chắc trong lòng cũng đang nuối tiếc dữ lắm. Sanchi dùng tơ nhện cuốn lấy nhóm mỹ nhân, rồi bị lột trần bản chất mê gái tới mức biến thái. Từng câu nói của Black Magia dần khiêu khích Sanchi. Nếu muốn rời khỏi đây, hãy đánh hạ ta bằng đôi chân công lý mà ngươi vẫn luôn tự hào. Đây quả thật là khuyết điểm duy nhất của Sanchi, khi anh chàng thà chết chứ không đánh phụ nữ. Tuy vậy, Sanchi không chút do dự từ chối lời gọi mời của Black Magia, anh sẽ không phản bội lại đồng đội của mình. Xem ra lần này, Sanchi khó mà thoát khỏi đây rồi. Tập 1017, cuộc tấn công của thế hệ tồi tệ nhất. Trận chiến để vươn tới ngôi vị vua hải tặc chính thức bắt đầu. Luffy trở thành người bóng nảy, Kid thu gom đống kim loại, tích hợp thành một cỗ máy giết chóc khổng lồ. Lo tạo một khoảng không, cắt đứt lớp đất đá thành thứ vũ khí sắc bén. Còn bố dòng Kaido vẫn đang đứng xem mấy thằng đệ làm mầu. Sự biến chuyển về mặt sức mạnh khiến Kaido càng đặc biệt phấn khích. Chiêu thức hầu vương pháo của Luffy được tung ra, ba cú đấm liền đánh bay Kaido xa vạn trượng. Cỗ máy của Kid có ý định bóp chặt Kaido nhưng vẫn chưa xuyên qua lớp áo giáp của hắn. Từng mảnh đất sắc bén cắt xuống, chưa đánh hạ được Kaido mà ba thằng trẻ trâu này lại sinh sự cãi nhau. Tôi cũng cạn lời với cái trình độ não ngắn này. Đợi đến khi Killer và Zozo đến cản mới chịu nghiêm túc trở lại. Cơn đau nhắc cho Kaido nhớ tới trận đấu với các huyền thoại Gap, Zoro và Oden. Hắn dần thức tỉnh, hóa thành loài rồng dũng mãnh dưới ánh trăng. Sau khi giết chết các ngươi, rồi sẽ đến lượt đồng đội của các ngươi đấy. Rồi lại đụng trúng tử huyệt của Luffy, thế thì đừng hỏi sao nước biển lại mặn. Lốc xoáy bao phủ lấy cơ thể Kaido, từng nhát chém vô hình dường như cắt đứt mọi vật thể. Nhưng nó vẫn không là gì với năm người trong thế hệ tồi tệ nhất. Luffy càng trở nên điên rồ khi hắn nhắc đến khát vọng của 9 bao kiếm đỏ. Zoro bộc phát sức mạnh từ thanh kiếm Enma. Luffy khai triển chiêu thức mới, đánh cho Kaido choáng váng. Nhân cơ hội đó, Kid cũng bồi thêm một cú đấm nữa. Logic chuyển chớp nhoáng đến nơi cậu nghĩ là tim của Kaido, đâm một tia sét vào đó, giật cho hắn phê cần. Killer chạy dọc trên cơ thể, đâm xuyên vào với máu từ bên trong. Ngay lúc đó, Big Mom đã kịp thời tiếp viện Kaido. Luffy lập tức đá vào mặt hắn, giải cứu Killer. Kaido tung chiêu nhiệt tức nộ, lo lại một lần nữa làm thang máy di chuyển Zozo lên chặt đất ngọn lửa. Sức mạnh thật sự của Enma, Kaido dường như cảm thấy sự hiện diện của Oden trong đó. Bức tượng đầu lâu của hắn bị cắt mất cái sừng. Zozo hứng chọn đòn tấn công trực diện của Big Mom. Lôi thần của mụ ta trong phút chốc gây nên một sự thảm họa, duy chỉ có Luffy không chút hề hấn nào. Quên rồi sao, năng lực cao su của cậu hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sấm sét. Chắc hồi nhỏ mẹ lớn chưa học qua môn vật lý nè. Luffy xông qua luồng nhiệt tức nộ của Kaido, hack game đến thế là cùng. Tuyệt kỹ hầu vương loạn đả tấn công vào lớp giáp của Kaido. Liệu có còn một con đường nào dành cho Tứ Hoàng khi Luffy mang Haki của một nhân vật chính? Nếu tò mò về trận chiến căng thẳng sắp tới, thì đừng quên cho chúng mình một like và đăng ký kênh để nhận thông báo sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại! Hết phim rồi các bạn nhỏ à! Chúng ta sẽ gặp nhau ở những tập tiếp theo. Nếu các bạn yêu thích video này, hãy like, chia sẻ và bật chuông thông báo cho bọn mình nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi!